Dạ Thúy An xin chào quý cô bác, quý anh chị, các bạn nha. Đã xem kênh Thúy An TV á, này á, chiều em đi làm về đó cả nhà, em ra ngoài sân vận động em bán á cả nhà. Đây là những dòng điện thoại của em nè. Em mới về được mấy cái máy tính bảng và mấy cái điện thoại nha. Đây là sau lưng sân vận động em nha cả nhà. Trước mặt em á là thông tin nhân quá nha. Và đây là bồn binh nè. Đây bây giờ em sẽ chia sẻ từ cái điện thoại tết máy cho cả nhà xem và muốn ủng hộ giùm em nha. Đây là cây Asus nè cả nhà. Em về được hai cây Asus nha. Hai cây này là một cây dòng cao, một cây dòng hơi cao nha cả nhà. Đây là cây Asus nha. Asus này là màu đỏ nha. Mặt kính trước không trầy nha. Mặt kính trước không trầy nha cả nhà. Mặt sau thì được trên 80% nha. Bây giờ em sẽ vô cấu hình nha. Coi máy này là kiểu máy Asus TOOZ nha. TOOZ. Máy này là máy này 750 nha cả nhà. Ai có nhu cầu mua liên hệ em số điện thoại 0388792574 nha, màn hình 5 chấm nha. Em có về một cây Asus nữa nha, hai cây Asus màu đỏ nha. Cây Asus này hồi nãy em vô cài đặt em coi cấu hình luôn. Là Asus Z00AD nha. Cây này 1 triệu nha cả nhà, màn hình to hơn nha, màn hình 5.5 nha. Để em tách chuông nha. Nói chung chiều em ra đây ngoài bán á, xe chạy qua lại hơi ồn cho nên cả nhà cũng thông cảm giùm em nha. Tại vì á ban ngày em đi làm công nhân á, ban đêm về á. Đó, chuông này cả nhà. Tại xe chạy hơi ồn. Cây này 1 triệu nha cả nhà. Màu đỏ luôn, Asus. Em có về một cây Z8 nha cả nhà. Cây Z8 này là 103GB 32 nha, 1.8 triệu nha. Bây giờ em sẽ tách chuông nha. Mặt kính trước không trầy nha. Mặt sau thì ốp lưng hơi xấu nha. Nói chung là vỏ riêng em không thay vỏ riêng cho nên là nó cái mặt sau hơi xấu, mặt kính trước không trầy nha. Bây giờ em sẽ tách chuông nha. Âm lượng. Đây là chuông nè cả nhà. Em sẽ test camera nha. Đây. Camera rất là sáng luôn nha cả nhà. Cây này 1.8 triệu nha. Ai có nhu cầu mua liên hệ em nha. Nói chung là Thiên ship code, ship toàn quốc nha. Hình thức ship của em là khách mua cọc cho em á, có tài khoản thì chuyển khoản giùm em 100k, không có tài khoản thì cọc kèm điện thoại vẫn được nha. Ghi tên địa chỉ số điện thoại là em ship nha. Nói chung là em nhận cọc của khách là em sẽ ship hàng. Khách không cọc em không ship hàng nha cả nhà. Em có về một cây C7 Gym nha. C7 Gym này màu vàng đồng. Cây C7 Gym này là màu xanh dương đậm nha. Màu vàng đồng mới vỏ nó đẹp cho nên giá 1.5 triệu. Còn màu xanh dương này nó hơi bị nổ vỏ, mà vỏ riêng em không thay cho nên giảm giá cho cả nhà, nên là giá là 1.4 triệu nha cả nhà. Đây em sẽ test máy cả nha. Em sẽ test chuông máy. Đây. Chuông này cả nhà. Cây này là 1.4 triệu nha. Chuông nè cả nhà. Nói chung chiều công dân đi làm về á, xe qua lại nó hơi ồn nha cả nhà. Cây này là Z700 nha cả nhà. Z700 còn gọi là Z7 thường nha. Cây này á là Jamba. Mình tăng độ sáng lên nha. Đây. Cây này là RAM 1.5, mẫu nhớ 16 nha cả nhà. Cây này là 1.1 triệu nha. Này là màn hình 5.6 nha. Đây em sẽ test chuông nha. Cây này là giá 1.1 triệu nha cả nhà. Đó chuông đó. Mặt kính trước không trầy nha. Mặt sau được trên 80% nha. Cây này là cây iPhone nha.
Cây này là cây iPhone 11 mini nha cả nhà. Cây này 1,5 triệu nha. Ai có nhu cầu mua liên hệ em nha. iPhone 11 mini 1,5 triệu màu trắng nha. Em có một cây C1 nha. Cây C1 này màu xanh nha. Cây này là giá 500k nha cả nhà. C100H. À, máy này chụp hình camera vẫn đẹp nha cả nhà. Máy này mua về xài Zalo, Facebook, YouTube bình thường nha cả nhà. Nè, camera trước nè. Camera sau nè. Nè. Cái máy giá 500.000 mà camera đẹp ghê luôn cả nhà, chụp đẹp ghê, rõ nét ghê luôn. Nói chung là Z100 giá 500k nha cả nhà. Em có để số điện thoại em ở bên góc tay trái nha. Mấy anh chị cô bác nào có mua em có về một cây mobile tab nha cả nhà. Cây mobile tab này là giá là 750 nha. Mobile tab. Cây này là RAM 256 nha, 750 nha. Mặt kính trước là hơi chạy một tí, được 80% nha. Mặt sau nè, được 80%. Nó hơi bị cấn nha đèn miếng. 750 nha cả nhà. Đây, em có về một cây Samsung G7 120 nha, RAM 2 nha. Cây này là giá là 750 nha cả nhà, màu trắng nha. Mặt sau được 70% nha, mặt bôi đưa sau được 80% nha, em nói lộn. Cây này giá 750 nha cả nhà. Cây này màu trắng nha, mặt kính trước là được trên 80% nha, mặt sau được 80% nha. Để em chụp camera nha. À, camera nè cả nhà, camera trước nè. Camera sau nè. Em bấm lộn nút. Camera sau. Đây. Thoát ra. Xoay khởi động lại. Cây này 750 nha cả nhà. Ok, thoát ra. Cây này 750 nha. Ai có nhu cầu mua liên hệ em nha. Em còn một cây Vimat nha cả nhà. Cây Vimat này là RAM 2 GB16 nha. Cây này là giá 850 nha cả nhà. Vimat hệ thống điện thoại Vimat Pair. Cây này 850 nha, màn hình 5 inch nha. Em còn một cây Neo 7 nha. Cây Neo 7 này là giá 750 nha. Camera. Camera màu trắng nha cả nhà. Em còn duy nhất một cây G530 nha. Cây này là G530 màu xám, xám đen nha. Cây này là giá 700 nha cả nhà. Màu xám đen nha, mặt kính trước được 80% nha. Trên 80% nha, mặt sau được chỉ 80% thôi. Mặt sau nó hơi bị chóc, hơi xấu. Cho nên mình mua về mình mốt lưng mình xài nha. Giá 700 nha cả nhà. Em còn một cái cua bắp nha cả nhà. Cái của Nokia này là giá là 150 nha cả nhà. Hai sim nha. Hai sim hai sóng nha. Nokia 150 nha. Em có một cây Matte nha. Cái Matte này cũng 750 nha cả nhà. Xài Zalo, Facebook, YouTube bình thường nha. Coi YouTube bình thường nha. Em còn một cái HTC nha. Cái HTC này giá cũng 750 nha. Nói chung đặt hàng nè, về em giá trung bình là 750 nha cả nhà.
Nên em lấy mấy cái nhà mình về em bán cho mấy người mà xài chữa cháy á. À, em có về một cái máy tính bảng này nha cả nhà, màu trắng nha. Đây, máy tính bảng màu trắng nha. Cây này 850 nha cả nhà. Cái máy tính bảng màu trắng này giá 850 nha. Chụp camera nè. Đây. Cây này là xài Zalo, Facebook, YouTube bình thường nha cả nhà. Tab 4 nha, 850 nha. Rồi Thúy An xin dừng clip ở đây á, mong quý cô bác và anh chị á xem clip của Thúy An á cảm thấy hay nhấn chuông chia sẻ giùm em, cho em một like để em có động lực á làm nhiều cái clip hay, mua điện thoại về bán chia sẻ cho cả nhà nha. Hẹn clip sau nha.